Ba mẹ ơi, ba mẹ tết tóc cho con hả? Ba mẹ phải tết tóc cho con cho thiệt đẹp nha. Con trai là con trai, ba mới là của con nè. Bộ con không nhận ra ba luôn hả? Ủa chú hàng xóm, ba mẹ tôi đang ở đây hết đó nha. Chú nói vậy khác nào muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Ôi là trời đất ơi, con banh mắt ra nhìn cho kỹ đi. Hai người kia hóa trang để lừa con thôi. Chú thôi đi, mời chú bước ra khỏi đây trước khi tôi tung tuyệt chiêu Kung Fu Panda. Thôi 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 được rồi. Chúc con hạnh phúc với ba mẹ của con. Ta đi đây. Ê Panda, sao mà bạn ngu ngốc quá vậy? Hai người đó hóa trang giả trân vậy mà bạn nhận không ra hả? Nghĩ sao không bà, nhìn cái biết liền mà. Vậy tại sao bạn lại đuổi ba ruột của bạn đi? Vì hai cha con tôi á sẽ được chuyển đi hai sở thú khác nhau, nên tôi phải giả vờ không nhận ra ba. Tôi không muốn khóc trước mặt ba. Cha già rồi đúng không? Mắt kém, tay chân thì ru.